Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì về được 100 bộ ốc Pontianak nha anh em. Ốc này hàng nội địa của Thái Lan. Thương hiệu Pontianak thì một trong những thương hiệu rất là quen mặt với anh em rồi. Nó xuất hiện ở gương cũng như là ở cái da yên anh em. Da yên này. Đây, cái sản phẩm da yên anh em. Da yên Pontianak, cái này cũng là một sản phẩm mà bên mình bán rất là chạy anh em. Giá của cái da yên này là 230 đó anh em có nhớ không? Cái da yên gì nè. Thì về cái bộ ốc Pontianak này là hàng nội địa của Thái Lan. Bộ ốc Pontianak này thì nó dành cho Dream nha anh em nha. Cái hãng Pontianak thì nó dạng sản xuất linh kiện dành cho bên Thái Lan đây nè. Thì bộ ốc này anh em đợt nó về rất là đẹp luôn. Bộ ốc này mình nhìn thấy lần đầu khi mà bên Thái gửi demo cho mình là mình đã ưng ngay rồi. Và hôm nay sau thời gian nghiên cứu mình cũng đã báo với anh em từ 2 tuần trước. Thì cái clip này mình sẽ quay nhanh thôi nha, chứ mình không quay tại vì mình còn giờ mình còn phải đi đám nữa anh em. Bây giờ 5 giờ mấy, gần 6 giờ mình phải đi đám đó, cho nên mình xin phép mình quay nhanh cho anh em để anh em chúng ta tham khảo ha. Tối mình sẽ quay kỹ cho anh em hơn. Thì đây, bộ ốc Pontianak, bộ ốc made in Thái Lan nè, anh em thấy không? Hộp rất là đẹp luôn anh em, thực sự. Cái hộp của nó rất là đẹp luôn. Dày dặn, cứng cáp, đỉnh cao thực sự. Đây, bỏ xuống dưới này đi. Đây, mình về được khoảng 100 bộ cho anh em nha. Cho anh em chúng ta chơi thì bộ ốc Pontianak này rất là đẹp. Đây, khui cho anh em coi thử ha. Thì cái bộ ốc này là nó nằm trong hộp luôn chứ không phải là trong bịch nha anh em nha, nằm trong hộp luôn. Mình có coi mẫu rồi, rất đẹp, rất đẹp luôn em, thực sự rất đẹp luôn. Đây, khui cho anh em coi, hộp rất là cứng nha nè, cứng dữ lắm. Pontianak made in Thái Lan nha nè, này thương hiệu độc quyền cho nên anh em yên tâm. Đây, thương hiệu Pontianak, thương hiệu độc quyền này. Có chữ R này là thương hiệu độc quyền đây này, em yên tâm chính hãng nha em nha. Pontianak. Wow. Cho một cái bọc vàng, tem Pontianak màu xanh nè. Pontianak. Chữ Thái không biết là gì nữa. Made in Thái Lan. Biết cái made in Thái Lan này thôi. Made in Thái Lan. Domestic circulation. Cái này là lưu hành nội bộ anh em. Nghĩa là hàng nội địa Thái Lan nha, lưu hành trong nước. Đây, một bộ ốc của nó rất là nặng luôn anh em, rất là nặng, nặng hơn cái bộ ốc đợt trước mình bán cho anh em rất là nhiều. Thì cho những anh em khó tính, mình chơi bộ này mình cam kết với anh em rất là ok. Đây anh em đợi mình chút xíu, mình đi lấy cái kéo mình cắt cho anh em coi. Đây, lấy kéo mình cắt cho anh em coi luôn, khui luôn nha. Mình khui luôn một bộ đầu tiên nha. Đây, bộ này mình sẽ để làm hàng mẫu nha. Anh em mua là mình sẽ để nguyên cho anh em hàng này luôn, Pontianak nha anh em. Đẹp ghê ha, cái hộp đẹp quá đẹp luôn. Bộ ốc thì mình thấy là chất lượng đó, mà chưa biết mở ra có nó bao nhiêu chi tiết ở trong này mình chưa biết. Nó sẽ nhiều hơn cái bộ hôm trước đó anh em. Vì bộ này giá nó mắc hơn, nhưng mà mình nghĩ là mắc hơn vài trăm ngàn thì nó cũng không đáng gì anh em, nhưng mà nó đẹp hơn nhiều luôn á. Cái tem Pontianak quá đẹp chứ ha, màu xanh dương anh em, ảo ghê không? Tem Pontianak màu xanh dương nha. Ha, đẹp ha. Rồi, rồi bỏ nó qua một bên nha anh em. Rồi bộ ốc này, nó sẽ nhiều chi tiết hơn bộ của hôm bữa anh em. Bộ này nó có cao su sườn luôn anh em. Bộ này là nó có cái phần cao su sườn luôn nha, cao su sườn cho anh em luôn, cao su sườn đầy đủ cho anh em luôn nha. Ốc phục luôn anh em luôn. Ốc lốc máy 7 màu luôn nè. Đây, mình thấy đầy đủ hơn bộ hôm bữa nè. Lò xo rất là nhiều, lò xo trong này luôn. Lò xo chống nghiêng, lò xo chống đứng, lò xo chân phục, lò xo stop chân có luôn. Wow, lò xo stop chân có luôn nha. Bộ hôm bữa này nó không có lò xo stop chân. Ốc chống bựng có luôn nha anh em. Ốc chống bựng có luôn. Bát yên có luôn. Bát tăng thắng có luôn. Wow, bát tăng thắng đẹp quá. Bộ này thì mình khẳng định có chữ C luôn nha anh em nha. Bộ hôm bữa anh em kêu không có chữ C, bộ này có chữ C cho anh em luôn. Có cốt bán mã đùm cho anh em luôn. Đây, cốt mã đùm luôn. Cao su sườn có luôn nha. Bộ này có cao su sườn cho anh em luôn. Đây, bộ này có cao su sườn luôn. Bộ hôm bữa không có cao su sườn, bộ này có cao su sườn cho anh em luôn. Cao su sườn có mã luôn anh em. Cao su sườn có số, có mã cho anh em luôn. Cao su sườn có số có mã luôn nha anh em, yên tâm nha. Đẹp quá chứ, bộ này là đầy đủ lắm luôn á. Mình thấy bộ này rất đầy đủ luôn anh em.
ốc đầu bò cho anh em luôn, có lông đèn đồng cho anh em luôn. Ôi, bộ này thì dư sức cắn rồi anh em. Ốc cốp có luôn, bát bát biển số có luôn, bát thắng có luôn, bát thắng đẹp ha. Đó, bộ này đầy đủ anh em, mình theo mình thấy là đầy đủ đây. Ốc sống nghiêng và cái chốt chặn chống nghiêng có luôn cho anh em nha. Rồi, đầy đủ lắm luôn anh em. Cốt chống đứng, cốt trước sau, ống chỉ có luôn. Ống chỉ có luôn nha anh em, cục canh có luôn. Cục canh trước sau có đủ hết nha. Ok đó, bộ này đầy đủ lắm anh em. Rồi, thì báo giá cho anh em luôn bộ ốc Pontianak này nha. Ốc Pontianak. Ốc Pontianak này nè. Thương hiệu này mình đã bán rất là lâu rồi anh em, bây giờ nó ra một cái mã hàng này thì mình lấy về sớm nhất ở Việt Nam cho anh em luôn. Mình khẳng định ở Việt Nam bây giờ chưa có ai có cái sản phẩm này ngoài Đạt. Nếu anh em phát hiện là có ai có, mà nói thẳng với anh em mà chưa một ai có luôn, mình khẳng định với anh em 100% luôn. Riêng cái này mình khẳng định với anh em 100%. Ốc Pontianak cái này duy nhất ở Việt Nam mình chỉ có một mình Đạt có thôi. Anh em muốn mua thì anh em sở hữu sớm nhất 100 bộ này giúp cho Đạt nha. Còn nếu mà về đợt sau thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà đợt này thì về được 100 bộ. Bộ ốc này thì giá của nó là 850 ngàn một bộ nha anh em nha. 850 ngàn một bộ ốc này thì nói chung là rất là đẹp anh em ơi. Đây có cả cốt bắn luôn nha. Bộ cốt bắn và cốt gắp đầy đủ hết cho anh em nha. Ốc lốc máy bát yên. Ốc lốc máy này anh em thấy không? Đầy đủ luôn. Chung là về là chỉ có xài thôi anh em. Pontianak nha anh em, chính hãng Pontianak nha. Đó, hàng này thì nó không phải là hàng zin mà nó là hàng nội địa thương hiệu Pontianak của Thái nha anh em. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Còn bộ ốc này mình sẽ review chi tiết hơn cho anh em vào những clip sau. Còn riêng ốc Pontianak thì thôi, đồ Pontianak khỏi bàn nha. Anh em nào từng mua cái da yên này anh em biết rồi, rất là xịn nha anh em nha. Thì ốc Pontianak nó cũng tương tự như vậy, tại vì cái hãng này nó làm đồ rất là chất lượng cho anh em, nên là anh em yên tâm nha. Rồi, anh em nào muốn sở hữu một bộ ốc Pontianak vui lòng liên hệ với Đạt, số điện thoại 0915 434 973. Các đóng hộp của nó là anh em đủ biết là cái hãng này nó làm đồ chất lượng như thế nào rồi. Bộ ốc của nó đóng rất là đẹp luôn em, rất là đẹp luôn thật sự. Made in Thái Lan, chữ to đùng ở đây. Đó, rất đẹp luôn em, thật sự. Bộ ốc này rất là cứng cáp nha, rất cứng cáp, và có điều một cái là nó hơi nặng đấy anh em. Đây là bộ này khả năng tiền ship nó sẽ hơi cao quá anh em, tiền ship nó sẽ khoảng tầm 40.000 đấy. Nhưng mà anh em mà chơi rim thì thật sự ra cái bộ ốc này nó rất ok, và khẳng định với anh em là mua là không có phí tiền đâu anh em, sự luôn. Ok, anh em nào chúng ta có nhu cầu mua ốc Pontianak của Thái liên hệ với Đạt nha. Một bộ đầy đủ dàn ngoài cho anh em từ đầu đến đít luôn, giá bao nhiêu 850 cho anh em nha. Rồi anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Bộ này rất đầy đủ luôn, khẳng định với anh em là vô cùng đầy đủ, nên là anh em mua về là chúng ta chỉ có việc xài thôi, không có phải làm cái gì nữa hết nha. Rồi anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với mình. Đây có cái bọc này, không quên bỏ vô này. Rồi tí mình sẽ soạn lại sau bộ này đi. Ok, cảm ơn quý anh em nha. Chào tạm biệt tất cả quý anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha.